Kính chào quý thính khán giả. Chào mừng quý thính khán giả quay trở lại với kênh. Quý thính khán giả thân mến, trong phong thủy nhà ở, bốn thứ này trong nhà, nếu để sai vị trí, tiền bạc trong nhà dễ dàng ào ào chảy ra. Đúng vậy, theo phong thủy, việc sắp xếp các đồ vật trong nhà không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động mạnh mẽ đến tài vận và sức khỏe của gia đình. Nhiều người có thể không tin rằng những vật dụng này lại có thể ảnh hưởng lớn đến tài chính của gia đình, nhưng thực tế đã chứng minh rằng cách bố trí này có thể làm thay đổi vận mệnh của cả gia đình. Hãy cùng nhau khám phá những sai lầm phổ biến này và cách khắc phục để mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho ngôi nhà của bạn. Một, ghế sofa tựa lưng vào cửa sổ. Ghế sofa là món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình, và vị trí đặt sofa có ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia đình. Theo phong thủy, nếu đặt sofa ở vị trí tài vị thì gia chủ ngồi vào sẽ hút được của cải. Vị trí tài vị thường là góc chéo của cửa ra vào. Tuy nhiên, nhiều người lại đặt sofa tựa lưng vào cửa sổ, điều này không chỉ làm mất tài lộc mà còn tạo cảm giác không an toàn và bất ổn. Một câu chuyện thực tế kể về một gia đình đã gặp phải nhiều rắc rối tài chính sau khi chuyển ghế sofa tựa lưng vào cửa sổ. Họ liên tục gặp phải những chi phí bất ngờ và doanh thu kinh doanh giảm sút. Sau khi thay đổi vị trí đặt sofa, tài chính của họ dần ổn định và may mắn hơn. Để khắc phục, vị trí tốt nhất để đặt sofa là dựa vào tường, tạo cảm giác vững chắc và ổn định, giúp gia chủ làm việc hiệu quả và mang lại tài lộc. 2. Treo gương quá lớn so với diện tích nhà ở. Gương là một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, nhưng việc treo gương không đúng kích thước có thể gây ra nhiều vấn đề về phong thủy. Khi diện tích phòng không lớn, việc treo gương quá lớn có thể gây mất cân đối và tạo cảm giác không thoải mái. Gương là vật ấm, nếu quá lớn và lâu ngày không có người soi, sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia đình. Một ví dụ là một căn nhà nhỏ treo một chiếc gương lớn đối diện cửa ra vào, gây cảm giác chật chội và năng lượng tiêu cực lan tỏa khắp nhà. Gia đình này gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống, tiền bạc dễ dàng tiêu tan. Để khắc phục, cần chọn kích thước gương phù hợp với diện tích phòng và đặt gương ở những vị trí không phản chiếu trực tiếp cửa ra vào hay cửa sổ, giúp tạo đà lưu thông và không khí trong nhà được làm mới. 3. Bố trí đồ điện trong nhà hỗn độn. Các thiết bị điện tử ngày nay là không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng việc bố trí chúng một cách hỗn độn có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến phong thủy của ngôi nhà. Đồ điện có ngũ hành tương sinh, việc bố trí sai có thể gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ví dụ, tủ lạnh không nên đặt đối diện bếp nấu, và bếp nấu không nên bao quanh bởi vòi nước. Một gia đình đã gặp vấn đề về tài chính và sức khỏe sau khi bố trí tủ lạnh đối diện bếp nấu, gây ra sự xung đột năng lượng mạnh mẽ. Sau khi thay đổi vị trí, tài chính của họ cải thiện rõ rệt và sức khỏe cũng ổn định hơn. Để đảm bảo phong thủy tốt, cần bố trí đồ điện một cách hợp lý, có sự ngăn cách và không đặt chúng ở những vị trí xung đột nhau. 4. Bài trí cây cảnh không phù hợp. Cây cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn có khả năng chiêu tài và hóa giải năng lượng xấu. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong nhà, và vị trí đặt cây cũng rất quan trọng. Các loại cây lá rộng, dày như kim ngân, vạn niên thanh, kim tiền có thể đặt trong nhà, tượng trưng cho sinh khí và sản sinh khí oxy, có lợi cho phòng khách. Một câu chuyện kể về một gia đình đặt cây xương rồng trong nhà, gây ra sự xung đột năng lượng và tài vận suy giảm. Sau khi thay thế bằng các loại cây lá rộng, tài vận của họ được cải thiện rõ rệt. Để đảm bảo phong thủy tốt, cần chọn những loại cây phù hợp, đảm bảo chúng luôn xanh tốt và không cần phải ra hoa. Điều này giúp gia đình có được vận khí tốt đẹp và sức khỏe ổn định. Đũa không được cắm thẳng, ngồi không được trung chân, vì sao? Những quy tắc dưới đây được phản ánh trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, tâm linh và phong thủy. 1. Quy tắc sử dụng đũa. Là một bộ đồ ăn độc đáo, nguồn gốc sớm nhất của đũa có thể bắt nguồn từ các triều đại nhà Thương và nhà Chu cách đây hơn 3.000 năm. Vì lâu đời, nên có nhiều quy tắc hơn trong việc sử dụng đũa. Không cắm đũa thẳng vào bát cơm, kẻo rước đại họa.
Hầu hết mọi người đều bị cha mẹ khiển trách khi trẻ nhỏ để cắm thẳng đứng đũa vào bát ăn cơm của mình. Điều này là do thời xa xưa, đũa chỉ được cắm thẳng đứng trên bát cơm khi thờ cúng tổ tiên hoặc người mới qua đời. Ngày nay, có một quy định là đũa không được cắm thẳng đứng trên bát ăn cơm và không có gì cấm kỵ. Không dùng đũa gõ bát. Khi ăn, bạn không được tùy ý dùng đũa đánh vào bát cơm, điều này sẽ khiến người ăn cảm thấy phản cảm. Vì trước đây, khi người ăn xin ăn, họ sẽ dùng đũa để đánh vào bát cơm của mình để gây sự chú ý của những người xung quanh. Trong xã hội ngày nay, tuy có rất ít người ăn xin nhưng gõ đũa vào bát ăn cơm còn mang ý nghĩa xấu. Sử dụng các loại đũa khác nhau cho những việc khác nhau. Màu sắc của đũa có nhiều màu sắc, ngoài các màu khác, nhưng chú ý sử dụng màu đỏ và trắng. Nếu tổ chức tang lễ tại nhà thì phải dùng đũa trắng thay vì đỏ, như vậy là không tôn trọng người đã khuất. Ngược lại, nếu trong nhà có việc vui thì nên đặt đũa màu đỏ, mang ý nghĩa thịnh vượng, lúc này không nhất thiết phải dùng đũa trắng. Không những thế, nếu đũa rơi vào chuyện mừng, có thể nói mừng, đồng âm với đũa rơi, như vậy để cầu xin điềm lành. 2. Phép tắc gia đình. Người xưa rất coi trọng phép tắc gia đình, bởi vì phép tắc là giáo dục, học thức của một người tốt hay xấu trước hết là hành vi của người đó có phù hợp hay không. Ngồi không rung chân. Như câu nói, nam đẩu cùng, nữ đẩu tiện, đàn ông nghèo, đàn bà ế, tuy chỉ là một câu nói cửa miệng nhưng không khó để nhận thấy sự từ chối tật rung chân của tổ tiên. Nếu bạn quen với việc rung chân, bạn sẽ bị coi là xuề xòa và thiếu tôn trọng nơi công cộng. Rung chân không chỉ là hình ảnh của bạn mà còn là vận mệnh của chính bạn. Nếu bạn cứ rung chân khi đàm phán với đối tác thì chắc chắn đối phương sẽ có đánh giá không cao về bạn. Tôn trọng người già và yêu thương trẻ. Người lớn tuổi và trẻ em là có trật tự và có sự phân biệt giữa cấp cao và cấp dưới. Tôn trọng người già, yêu trẻ nhỏ luôn là một đức tính truyền thống, thế hệ trẻ cần phải biết kính trọng trước những người lớn tuổi. Khi đối mặt với trưởng lão, không được dùng ngón tay để chỉ, nhất là ngón út, nghĩa là khinh thường, khinh miệt, hậu bối không được gọi thẳng tên trưởng lão, như vậy là bất lịch sự. Khi dùng bữa, không được ngồi và ăn trước người lớn, đợi người lớn tuổi ngồi vào chỗ và động đũa trước. Tiếp khách. Khi tiếp đãi khách quý, cố gắng không để sáu đĩa bát đĩa, vì theo thông lệ xưa của nhà Thanh, tử tù chỉ được ăn sáu đĩa trước khi bị xử tử. Khi khách ngồi vào chỗ không được lấy đồ ăn ngay. Khi chủ nhà nâng ly báo hiệu bắt đầu thì khách mới được bắt đầu, khách không được ăn trước chủ. Chủ nhà phải đợi đến khi khách ăn xong bỏ bát trước rồi mình mới dọn, không nên dừng khi khách vẫn đang ăn. Khi nhà có khách, không được quét sàn, điều đó là thô lỗ và sẽ khơi dậy sự phản cảm, cũng không được dùng chổi đánh người là thiếu tôn trọng. Tránh đặt chín đồ vật này trong nhà, kẻo vận xui tìm đến. Đồ vật trang trí đem đến điểm nhấn, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Thế nhưng bạn có biết một số đồ vật nếu đặt trong nhà có thể phá phong thủy hay chưa? Nếu nhà bạn đang để những vật dưới đây trong nhà thì hãy vứt đi để tránh phá hết phong thủy ngôi nhà và vận xui tìm đến. 1. Để cây chết, hoa khô héo. Cây còn sống thể hiện ý nghĩa sinh sôi, nảy nở cũng như sinh trưởng trong phong thủy. Trong trường hợp cây cảnh nhà bạn đang bị chết hoặc héo, nguồn năng lượng tích cực trong gia đình bạn sẽ bị giảm. Hoa khô mang ý nghĩa phong thủy không tốt cho các thành viên trong gia đình. Do hoa khô đại diện cho năng lượng trì trệ và yếu, chuyên gia phong thủy quan niệm rằng hình nào khí nấy, nên đồ vật liên quan đến sự kiệt quệ và chết chóc như hoa khô thì cần được loại bỏ. Đây cũng là lý do mà bạn không nên đặt hoa khô hoặc chết ở trong nhà. 2. Đặt đồng hồ chết trong nhà thời gian dài. Theo các chuyên gia phòng thì gia đình không nên lưu trữ các đồ vật hỏng trong nhà. Trong khi đó, đồng hồ chết lại tượng trưng cho sự sống cũng như thời gian nên bạn không để chúng trong nhà. Nếu như đồng hồ bạn đang dùng bình thường đột nhiên bị vỡ, thường là điềm báo xấu, thể hiện sự không may mắn và mất mát. Vì vậy, nếu đồng hồ chết người, dùng cần đem đi sửa chữa hoặc thay pin ngay, không nên đặt lâu trong nhà. 3. Đặt các đồ tùy táng, đồ cổ trong nhà. Quan niệm của người xưa thì đồ vật hỏng hoặc cũ trong nhà tượng trưng cho những người nghèo khó, vất vả, kiếm kế sinh nhai. Hơn nữa, bạn cũng cần lưu ý các đồ dùng lâu ngày không dùng đặt trong nhà cũng lôi kéo các năng lượng xấu. Chuyên gia phong thủy cho rằng, đối với các vật dụng cũ đã hư hỏng,
thì gia chủ cần vứt khỏi nhà nhanh chóng, do chúng có thể đem theo ám khí khiến tán lộc, hao tài. 4. Đặt tượng Phật không rõ nguồn gốc. Khi đặt tượng Phật trong nhà, bạn cần tìm hiểu nguồn gốc của tượng từ đâu. Nếu đặt tượng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Phật có biến ứng, linh khí thì khi gia chủ cúng bái, không những không cầu được bình an mà còn khiến rước họa vào nhà. 5. Đặt đồ vật sứ, thủy tinh bị sứt mẻ. Không ít gia đình thường có thói quen đặt các vật dụng đã sứt mẻ, đã cũ trong nhà. Thế nhưng việc làm này trong phong thủy đem đến các ý nghĩa không tốt, mang điềm báo vận xui ập đến cho gia đình. 6. Đặt lịch năm cũ. Lịch đại diện cho thời gian vận chuyển, sự trôi chảy liên tục và hài hòa. Không ít gia đình lãng quên việc vứt lịch năm cũ đi mà vẫn lưu trữ trong nhà. Thế nhưng, việc làm này có thể khiến con đường tài lộc bị ảnh hưởng. Đặt lịch năm cũ trong nhà sẽ khiến công danh thụt lùi, tiền đồ trì trệ hoặc làm ăn thất bát, bất kể bạn đã nỗ lực nhiều. Tốt nhất, bạn nên trồng cây xương rồng ở bên ngoài nhà để đem lại năng lượng tích cực bảo vệ ngôi nhà. 7. Ghế không dùng đến. Trong trường hợp gia đình bạn có ghế thừa, không dùng đến thì hãy cất đi. Theo phong thủy, nếu đặt ghế trống trong nhà thời gian dài sẽ khiến các ma quỷ vào trong nhà. Điều này sẽ khiến sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng, cũng như tài vận tiêu hao. 8. Cây có gai nhọn. Cây trồng có gai nhọn cũng là đồ vật kiêng kỵ không nên đặt trong nhà. Cây có hình xù xì, gai góc sẽ đem đến nhiều ám khí. Đặt cây nhọn trong nhà sẽ khiến công danh, sự nghiệp của gia chủ không được thuận lợi. Nếu đặt cây xương rồng thì xương chĩa gai vào người sẽ khiến sức khỏe của gia chủ bị ảnh hưởng. 9. Bảo quản thức ăn hỏng trong tủ lạnh. Không ít gia đình có thói quen đặt thức ăn thừa vào tủ lạnh để hôm sau đem ra hâm nóng rồi ăn lại. Thế nhưng thói quen này không chỉ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng tiêu cực về mặt phong thủy. Do đó, bạn cần hạn chế tối đa việc đặt thức ăn vào tủ lạnh cũng như vệ sinh sạch sẽ tủ lạnh định kỳ để thiết bị vận hành ổn định, bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình. Hơn nữa, việc làm này cũng tốt cho phong thủy nhà bạn. 13 mẹo phong thủy giúp ngôi nhà trở thành vùng đất hứa của vận may và tài lộc. 13 bí mật phong thủy được hé mở trong bài viết này sẽ là chìa khóa giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy biến ngôi nhà thành vùng đất hứa của vận may và tài lộc với những bí quyết thiết kế nhà hợp phong thủy sau đây. Xác định vị trí trung tâm của ngôi nhà. 1. Xác định vị trí trung tâm hay tim của ngôi nhà là một bước không thể thiếu khi thiết kế theo phong thủy. Điểm này đóng vai trò như trái tim của ngôi nhà, nơi hội tụ và phân phối năng lượng, từ đó tạo nên sự cân đối và hài hòa cho cả không gian sống. Việc xác định tim ngôi nhà giúp định hình các quyết định về bố cục và thiết kế, ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng trong toàn bộ ngôi nhà. 2. Thiết kế lối vào hợp phong thủy. Khi thiết kế cửa vào theo nguyên tắc phong thủy, sự chú trọng đặc biệt cần được đặt lên đường dẫn năng lượng vào nhà, bao gồm cả cửa chính và các lối đi nội bộ dẫn tới các không gian khác. Một dòng năng lượng không bị cản trở giữa các phòng là yếu tố quan trọng để tạo ra sự thịnh vượng và hài hòa. Đối với những ngôi nhà có sân trước, lối đi từ cổng vào đến cửa chính nên là một con đường mượt mà và nên uốn lượn nhẹ, tránh sự thẳng hàng trực diện với cửa chính nhằm tránh những tác động tiêu cực theo quan điểm phong thủy. 3. Kích thước các phòng. Trong thiết kế ngôi nhà theo phong thủy, việc tạo sự cân đối giữa kích thước các phòng là rất quan trọng, đặc biệt là giữa những phòng có cùng mục đích sử dụng. Không nên có sự chênh lệch lớn giữa các phòng ngủ. Ví dụ, không nên có một phòng ngủ rất rộng, trong khi các phòng khác lại quá nhỏ. Sự không cân xứng này có thể gây ra mất cân bằng năng lượng trong nhà. Ngoài ra, các yếu tố khác như tỷ lệ của các phòng, kích thước của cửa đi, cửa sổ và thậm chí là kích thước đồ nội thất cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để đạt được sự cân đối. Điều này không chỉ giúp làm rõ ràng các khu vực chính và phụ trong nhà, mà còn tạo nên một tổng thể hài hòa, qua đó cân bằng được năng lượng ở mỗi không gian trong nhà. 4. Nhà hình chữ L, phòng hình chữ L. Khi một ngôi nhà được xây dựng trên lô đất hình chữ L, việc tạo ra một không gian sống hài hòa theo quan niệm phong thủy trở nên phức tạp hơn. Ngôi nhà hình chữ L có thể được hình dung như một thanh kiếm, vốn không phải là hình dạng lý tưởng trong phong thủy do sự không đầy đủ và mất cân đối của nó.
các căn phòng ở vị trí lưỡi dao của ngôi nhà hình chữ L có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực. Phòng dành cho trẻ em ở vị trí này có thể khiến chúng cảm thấy cô lập, ảnh hưởng đến việc học và hành vi. Đối với người cao tuổi, sức khỏe thể chất và tinh thần có thể bị ảnh hưởng nếu họ sống ở phần nhà này. Còn đối với phòng ngủ của vợ chồng, vị trí này có thể dẫn đến sự không ổn định trong mối quan hệ. Như vậy, không chỉ ngôi nhà hình chữ L, mà ngay cả các căn phòng hình chữ L cũng nên được tránh khi thiết kế để tránh những ảnh hưởng không lợi theo quan điểm phong thủy. 5. Trần dốc, dầm ngang và góc nhọn. Trong việc tạo dựng không gian sống theo phong thủy, sự chú ý đặc biệt cần được dành cho việc bố trí trần nhà, các thanh dầm và góc cạnh. Những yếu tố này không chỉ có tầm quan trọng về mặt thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sự thoải mái và sức khỏe của người sinh sống trong nhà. Các phòng có trần nhà không đều, dầm chắn ngang trên cao hay các góc cạnh tạo thành hình nhọn đều là những điểm trừ trong phong thủy. Đặc biệt, nếu đây là phòng ngủ, việc lựa chọn vị trí đặt giường sẽ khó khăn hơn bởi cần tránh sự áp chế từ dầm và ánh sáng hoặc năng lượng không tốt từ góc nhọn. Để đảm bảo sự yên bình về tinh thần và tốt cho sức khỏe, việc lập kế hoạch và tính toán chính xác trong giai đoạn thiết kế là cần thiết để tránh những điểm bất lợi theo phong thủy này. 6. Cửa ra vào thoáng rộng. Trong phong thủy, cửa chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì nó không chỉ là lối đi lại mà còn là cửa ngõ đón dẫn năng lượng vào ngôi nhà. Cửa chính cần được thiết kế rộng rãi, tạo điều kiện cho luồng khí tốt và may mắn có thể lưu chuyển một cách thuận lợi, từ đó mang lại sự thịnh vượng, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Hãy tránh xây cửa chính quá chật hẹp, bởi làm như vậy sẽ hạn chế sự lưu thông của khí, ảnh hưởng không tốt đến sự hài hòa và phát triển của gia đình bạn. 7. Phòng khách và phòng làm việc. Trong nguyên tắc bài trí nhà cửa theo phong thủy, không gian phòng khách thường được quy hoạch gần lối vào chính của ngôi nhà. Điều này không chỉ thuận tiện cho việc tiếp đón khách, mà còn giúp thu hút năng lượng tích cực vào trong nhà. Đối với phòng làm việc, nên thiết kế ghế nó liền kề hoặc gần phòng khách và cũng không xa cửa chính. Mục đích là để tận dụng sự dễ dàng tiếp cận với các cơ hội ngoại giao và đón nhận luồng năng lượng lành mạnh, khuyến khích sự tiến triển trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của gia chủ. 8. Phòng ăn và bếp. Trong lĩnh vực phong thủy, không gian bếp không chỉ là nơi chế biến thức ăn mà còn liên quan mật thiết đến vận khí và sức khỏe của cả gia đình. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí cho bếp cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tránh đặt ngay tại trung tâm ngôi nhà, vì đây không phải là vị trí thuận lợi cho việc phân phối năng lượng. Bên cạnh đó, bếp cũng không nên đối diện trực tiếp với cửa chính hoặc quá gần lối vào để ngăn chặn sự rò rỉ của tài lộc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nội thất trong phòng bếp nên được bố trí gọn gàng, đầy đủ tiện nghi và có đủ ánh sáng, tạo không gian ấm cúng và tiện lợi. Phòng ăn cần được thiết kế với không gian đủ rộng để tất cả các thành viên trong nhà có thể quây quần, thể hiện sự thoải mái và thịnh vượng. Bữa cơm gia đình trong một không gian rộng lớn và thoáng đãng không chỉ tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên mà còn phản ánh sự sung túc và niềm vui trong cuộc sống của gia đình. 9. Phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi dành cho sự nghỉ ngơi và thư giãn. Do đó, việc đảm bảo một không gian yên bình là vô cùng quan trọng. Điều này giải thích tại sao trong việc sắp xếp phòng ngủ, người ta thường tránh đặt nó đối diện hoặc quá gần cửa chính và lối đi chung. Cửa chính hướng thẳng vào phòng ngủ có thể dẫn đến việc dễ dàng cho các loại năng lượng không mong muốn xâm nhập, ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và tâm trạng của những người sinh sống trong nhà. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, điều này cũng có thể gây ra sự thất thoát của may mắn và tài lộc. Do đó, việc lựa chọn vị trí hợp lý cho phòng ngủ là thiết yếu để tạo ra một môi trường sống hài hòa và bảo vệ những điều tốt lành trong cuộc sống. 10. Phòng tắm và nhà vệ sinh. Trong quá trình thiết kế một ngôi nhà theo nguyên tắc phong thủy, phòng tắm và nhà vệ sinh đóng vai trò không thể bỏ qua và cần được chú trọng. Các nguyên tắc phong thủy khuyến cáo rằng cửa của phòng tắm và nhà vệ sinh không nên hướng trực tiếp ra cửa chính, cửa phòng ngủ hoặc cửa bếp. Điều này tránh tạo ra sự liên kết không may mắn giữa các không gian sống chính và khu vực vệ sinh. Ngoài ra, phòng tắm và nhà vệ sinh nên được đặt ở khoảng cách xa cả nhà bếp và phòng ngủ để tránh tác động xấu đến cả vận khí lẫn sức khỏe của người sống trong nhà. 11. Cửa.
Trong thiết kế nội thất của ngôi nhà, việc sắp xếp cửa ra vào cần được chú ý để các cửa có kích cỡ phù hợp với nhau và tránh việc chúng tạo thành một đường thẳng. Điều này có nghĩa là không nên thiết kế các cửa đối diện trực tiếp với nhau, vì làm như vậy sẽ khiến năng lượng không thể lưu trú và dễ dàng di chuyển qua lại một cách không ổn định. Cấu trúc cửa đối cửa có thể gây ra sự luân chuyển không mong muốn của năng lượng. Điều này theo quan điểm phong thủy là không tốt và có thể mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sự hài hòa trong ngôi nhà. 12. Cửa sổ. Cửa sổ không chỉ là yếu tố kiến trúc cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà, mà còn giúp thu hút năng lượng tích cực từ môi trường bên ngoài. Sự cân đối giữa số lượng cửa sổ và cửa ra vào là thiết yếu, với nguyên tắc không nên có số lượng cửa sổ vượt quá gấp 3 lần số cửa ra vào, cũng như không được ít hơn số cửa chính. Cửa sổ có khả năng mở toàn bộ sẽ đón nhận không gian và khí trời trong lành, đồng thời mang lại năng lượng dồi dào cho ngôi nhà. Trong khi đó, cửa sổ chỉ mở được một phần sẽ hạn chế quá trình lưu chuyển năng lượng, có thể gây cản trở cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. 13. Cầu thang. Trong các cấu trúc nhà có nhiều tầng, cầu thang là phần không thể thiếu để nối các không gian sống với nhau. Tuy nhiên, cầu thang được cho là có thể tạo ra nguồn năng lượng không tốt, làm gián đoạn và chia cắt dòng chảy năng lượng, đặc biệt là ở những nơi mà nó chiếm chỗ. Chính vì vậy, cầu thang không nên được bố trí trực diện với cửa chính để tránh cản trở sự lưu thông của khí và năng lượng vào nhà. Một cầu thang lý tưởng nên có thiết kế rộng rãi, uốn lượn nhẹ nhàng, vững chãi, và các bậc thang phải cân đối, dễ bước để tạo sự thoải mái khi sử dụng. Ngôi nhà được tổ chức theo các nguyên tắc phong thủy sẽ mang lại sự hài hòa và cân bằng, góp phần tạo nên môi trường sống thư thái, năng động và hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình. Lập kế hoạch từ ban đầu cho việc thiết kế nhà theo phong thủy không chỉ giúp gia chủ tạo ra một không gian sống hợp lý, mà còn giảm thiểu việc phải điều chỉnh hoặc sửa chữa do những sai sót phong thủy sau này. Nhà có ba thứ to tưởng hoành tráng giàu sang, ai ngờ gây mất lộc, càng to càng đại kỵ phong thủy, tránh ngay. Khi thiết kế nhà ở, nhiều người không để ý tới phong thủy nên vô tình phạm phải mà không biết. 1. Ngôi nhà có cửa chính quá to. Khi xây nhà, nhiều gia đình thích cửa to rộng để khi mở ra thì thoáng nhà, nhiều ánh sáng chiếu vào. Hơn nữa, cửa to có thể dễ dàng di chuyển đồ đạc. Thế nhưng cửa quá to so với nhà không những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà còn ảnh hưởng tới tài lộc, sự nghiệp. Trong phong thủy, nhà có cửa quá to hoặc nhiều cửa thì vận khí sẽ bị cản lại hoặc năng lượng không đủ lưu thông khắp toàn bộ căn nhà. Nếu cửa chính to mà hướng nhà lại là hướng đón gió, đón nắng thì càng không tốt, vì có thể khiến nhà quá nóng hoặc nhiều gió, hút gió nên người sống trong đó thấy khó chịu và tài lộc bị cuốn đi mất. Khi cửa quá lớn, khí không tụ được nên tài khí sẽ bị hao tổn, tiền tiêu vào những việc không đâu vào đâu. Do đó cửa cần phù hợp với nhà, không nên quá to cũng không quá nhỏ. Khi bạn đã chót xây cửa quá to, có thể dùng rèm để chắn bớt cửa lại, hoặc nếu cửa có nhiều cánh gấp thì không nên mở hết các cánh cửa. 2. Nhà có phòng ngủ quá to. Phòng ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Một phòng ngủ chật chội ẩm thấp khiến người bị ngột ngạt. Nhưng phòng ngủ to không phải là tốt về phong thủy. Nhiều người khi có tiền thì thích xây nhà to và phòng ngủ lớn để thỏa mãn ước nguyện và để thấy hoành tráng. Nhưng bạn có biết xưa kia vua chúa có cung điện nguy nga nhưng phòng ngủ chỉ tầm 10m2? Đó là vì nếu phòng ngủ quá lớn thì lâu làm ấm mùa đông, lâu mát mùa hè, và con người sống ở phòng lớn sẽ thấy cô đơn khó ngủ. Ngày nay có hệ thống điều hòa quạt mát nhưng phòng quá lớn khiến bạn tốn nhiều năng lượng tiền điện và cũng lâu ấm lâu mát hơn. Khi ngủ phòng quá lớn sẽ khiến người ta thấy cô đơn, chênh vênh dương khí bị hao tổn nên dễ sinh ốm đau. Bởi vậy tốt nhất là nên ngủ ở phòng vừa phải, tầm 20m2. Đổ lại, khi phòng ngủ quá lớn, bạn có thể dùng bình phong chắn lại để giảm diện tích và giúp tụ khí trong phòng. 3. Có cây to lớn trước cửa nhà hoặc giàn hoa quá rậm rạp. Cây cảnh là điểm nhấn cho ngôi nhà. Nhưng nếu bạn để cây cảnh trước nhà quá rậm rạp, như có cây thân gỗ to đứng trước cửa, hoặc giàn hoa leo tường leo cổng, leo lên mái tầng nhà quá rậm rạp thì không tốt về phong thủy.
cây cảnh kiểu này khiến không khí vào nhà bị chắn lại và che khuất tầm nhìn, gây cản trở ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, đồng thời cản gió. Cây quá to hoặc giàn hoa rậm rạp có thể khiến bạn đi lại khó khăn. Hơn nữa, những kiểu cây quá tốt như vậy sẽ mang âm khí mạnh, gây hiện tượng vượng âm trong nhà không tốt cho phong thủy. Hơn nữa, cây quá to trước nhà có thể dễ gây tai nạn, đổ gãy tường, đổ gãy vào khi mưa bão, thu sét gây tai nạn. Giàn hoa rậm rạp có thể là nơi trú ẩn của rắn, rết, muỗi dĩn. Giàn hoa quá rậm rạp leo bám lên các tầng nhà có thể khiến dễ ăn vào tường, làm hỏng tường và dẫn dụ côn trùng vào nhà. Bởi vậy, cây cảnh trước nhà là tốt, nhưng nên chú ý giữ chúng phát triển vừa phải, không che khuất ánh sáng, không tùm khiến nhà trở nên âm khí. Phúc khí càng dày, cuộc sống càng dễ dàng. Sáu kiểu người là thỏi nam châm thu hút tài lộc, tai họa tự tránh xa. Phúc khí, may mắn của một người không phải là ngẫu nhiên, mà do chính tính cách, thái độ sống của mỗi người quyết định. Những kiểu người có phúc khí dày sẽ làm việc được việc, vạn sự ắt thành công. Trong cuộc đời của một người, dù cuộc sống của họ hay xấu và người đó có phúc khí hay không, thực ra đều có những dấu hiệu để nhận ra. Cuộc đời một con người có tốt đẹp hay không, một phần do số mệnh, một phần phụ thuộc vào tính cách, lối sống của người đó. Nếu một người có nhân cách tốt và biết cách đối nhân xử thế, thì người đó sẽ tràn đầy phước lành. Những người như vậy ít khi chịu thiệt thòi. Và người có nhiều may mắn, phúc khí dày thường có 6 đặc điểm sau. 1. Thái độ tốt, không phàn nàn. Sống trên đời có những việc trong tầm tay, có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu một người hay phàn nàn trước những khó khăn, thất bại, người đó sẽ đánh mất tinh thần phấn đấu, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Người như vậy thường khó thu hút may mắn. Ngược lại, người không phàn nàn về bất cứ ai hay bất kỳ điều gì lại là người có phúc, vì họ biết rằng phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Họ hiểu thay vì phàn nàn, hãy học tập, chăm chỉ, thay đổi bản thân để rồi thay đổi cục diện. Nếu một người muốn vận may của mình ngày càng tốt, thì khi gặp phải chuyện gì đó, việc đầu tiên cần làm là điều chỉnh tâm lý của mình, không nên lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Trước những thử thách, chúng ta nên hiểu rằng tất cả những điều mình gặp phải đều không phải để gây khó dễ, mà là để dạy bản thân trưởng thành. Chỉ bằng cách bình tĩnh suy nghĩ, điều chỉnh tâm lý và không phàn nàn, bạn mới có thể có thái độ tích cực và giải quyết mọi khó khăn mà bạn gặp phải. Nói cách khác, không phàn nàn khi mọi việc xảy ra và nỗ lực giải quyết vấn đề, đó là thái độ mà một người may mắn nên có. 2. Tốt bụng, không thù oán với người khác. Tục ngữ nói, nước trong thì không có cá, người xét nét quá thì không ai gần. Nếu một người có tính nóng nảy và khắc nghiệt với người khác, thì người đó sẽ khó kết bạn, bởi vì người khác sẽ thấy khó hòa hợp với những người này. Thực tế, trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người khó tính, họ luôn phóng đại một lỗi nhỏ của người khác và nhắc đi nhắc lại. Ngay cả khi đã nhận được lời xin lỗi, nhưng họ vẫn không bỏ qua. Thành thật mà nói, một người như vậy không có nhiều bạn bè và mối quan hệ cũng rất hạn chế. Họ thường không thể hòa hợp tốt với người khác và không giỏi giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này sẽ gây bất lợi cho bản thân và những người khác. Ngược lại, những người tính tình tốt biết kiềm chế cảm xúc, độ lượng với người khác, không chỉ có thể nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ người xung quanh, mà còn có được tiếng tốt cho chính mình. Khi xung quanh bạn là những người tốt tính, điều đó có nghĩa là trong cuộc sống của bạn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng làm việc với bạn, và điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. 3. Nhìn xa, trông rộng, không màng lợi trước mắt. Đôi khi chúng ta phải biết buông lỏng bản thân một cách hợp lý, không thể mặc cả mọi thứ với người khác. Đừng vì những chuyện nhỏ mà nổi nóng với người khác. Nếu phải quan tâm đến mọi thứ với người khác, thì chỉ khiến bản thân rất mệt mỏi. Một người thông minh sẽ có tầm nhìn dài hạn và sẽ không quan tâm đến những cái được và mất trước mắt. Sự rộng lượng của một người quyết định cuộc sống và độ cao của họ trong cuộc sống. Con người có tầm nhìn càng lớn, họ càng ít quan tâm đến những mất mát trước mắt bởi họ biết cách sống cho hiện tại. So với những người quan tâm đến từng chi tiết, những người có đầu óc rộng mở có thể nhìn rõ bản chất của sự việc và tìm thấy những gì họ muốn. Ngược lại, những người có suy nghĩ hẹp hòi, không cởi mở, thích tập trung vào những cảm xúc tiêu cực, coi trọng mọi thứ
và thậm chí bị tổn thương và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, sẽ rất lãng phí thời gian và năng lượng. Lòng dạ hẹp hòi chỉ khiến bạn sống trong đau khổ và không thể tự mình giải thoát. Chỉ với một trái tim rộng lớn, bạn mới có thể sống thoải mái là chính mình. 4. Cố gắng hoàn thiện bản thân và làm cho mình tốt hơn. Khi một người thực sự nổi bật, họ sẽ có thể thu hút được những người xung quanh. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống là bạn có nhận thức rõ ràng về bản thân, định hướng được mục tiêu và làm việc chăm chỉ vì nó. Một người chỉ có thể gặp được những người tốt hơn nếu họ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân và khiến bản thân trở nên tốt hơn. Có một câu nói như thế này: nếu hoa nở rộ, bướm sẽ tự tìm tới. Nếu người xuất sắc, trời sẽ tự an bài. Nỗ lực cải thiện bản thân không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bạn, mà quan trọng hơn, nó có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ không ngờ tới. Khi trở thành một người đáng ghen tị, bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự rất tươi đẹp. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất đắt đỏ, xin đừng lãng phí thời gian vào những thứ không có ý nghĩa và giá trị với cuộc sống của bạn. Nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở nên xuất sắc là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. 5. Sống trong gia đình gia giáo, có nề nếp. Gia đình là trường học đầu tiên của đời người, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Truyền thống gia đình là linh hồn của gia đình, nó như ngọn đèn sáng soi đường cho gia đình tiến lên. Những đứa trẻ lớn lên trong truyền thống gia đình tốt thì biết thế nào là chân, thiện, mỹ và sẽ không làm điều xấu. Họ tốt bụng, biết phân biệt đúng sai, trong lòng tràn đầy tình yêu thương, ở đâu cũng tốt bụng và thuận lợi với người khác. Trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nề nếp, con cái sẽ rất ngoan và lễ phép. Họ hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi và yêu thương em nhỏ. Tuân thủ pháp luật và các quy định, tuân theo các quy tắc và giữ trật tự. Có tình yêu thương và lòng tốt trong trái tim, có đạo đức và kỷ luật. Những gia đình có truyền thống gia giáo là điều may mắn. Nếu một người có được gia phong nề nếp thì nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì truyền thống gia đình và giáo dục không chỉ quyết định khuôn mẫu và cách nhìn của một người, mà còn quyết định trình độ tinh thần và điểm mấu chốt đạo đức của một người. 6. Có kỷ luật và biết yêu bản thân. Cuộc sống của một người có tốt hay không thực ra phụ thuộc vào tính cách và lối sống của họ. Người có kỷ luật và yêu bản thân dù ở thời điểm nào cũng luôn giữ được trạng thái tốt nhất, không mặc cảm vì người khác nói mình xấu, cũng không tự mãn vì người khác nói mình giỏi. Chính vì biết tự kỷ luật và yêu thương bản thân, nên họ mới có thể quản lý tốt cảm xúc của mình và không mang lại cảm xúc xấu cho người mình yêu thương nhất. Một người không biết yêu bản thân mình mà chỉ biết chiều lòng người khác một cách mù quáng rồi tự làm hại mình thì không đáng được yêu. Họ có xu hướng coi lòng tốt của người khác đối với mình là điều hiển nhiên và dễ mất bình tĩnh khi không đạt được điều mình muốn. Vì vậy, một người như vậy thì khó được người khác yêu thích mà chỉ có thể bị người khác làm tổn thương. Phúc khí dành cho những ai thực sự yêu mình và biết kỷ luật bản thân. Bởi vì chỉ khi biết yêu chính mình tốt, bạn sẽ không tùy ý thương tổn chính mình. Một lẽ đương nhiên, mọi người đều muốn được yêu thương và đánh giá cao. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải học làm người có phúc, biết tu thân, biết kỷ luật và biết yêu thương bản thân. Kết luận, người có cuộc sống tốt đẹp là người có phúc khí, bởi vì họ biết trân trọng những gì mình có, học cách hài lòng và hạnh phúc. Một người như vậy giống như một hạt giống, có thể bén rễ, nảy mầm, nở hoa và kết trái. Còn những người luôn trốn tránh và bỏ cuộc khi gặp một chút trở ngại và khó khăn lại giống như đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi một chút mưa gió. Chúng ta không cần phải ghen tị với cuộc sống của người khác, bởi vì mỗi người đều có cách sống và con đường sống riêng. Người khác, dù tốt đến đâu, thì cũng chỉ là người khác, và chúng ta không đủ tư cách để đánh giá người khác sống tốt hay không. Cuối cùng, hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và trở thành người mà bản thân muốn trở thành. Cổ nhân dạy, dặn tránh để chổi quét nhà ở bốn chỗ này kẻo quét sạch tài lộc, nhiều nhà phạm phải mà không biết. Rất đúng và chính xác từng ly, nên nghe và làm theo. Theo quan niệm dân gian cũng như quan niệm phong thủy, để chổi ở những vị trí không thích hợp sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Bốn vị trí không nên đặt chổi. 1. Hai bên cửa ra vào. Để chổi ở cửa ra vào được cho là đại kỵ,
Lý do là vì cửa ra vào tài khí sẽ qua nó mà vào nhà. Nhưng nếu bạn đặt chổi ở đây thì không khác nào dùng chổi đuổi tài khí đi. Vì thế mà tài khí tiêu tan. Đó là còn chưa kể đến khí xấu cũng theo chổi mà vào trong nhà sẽ ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Rất nhiều người có thói quen đặt chổi ở hai bên cửa ra vào để tiện sử dụng, quét dọn nhà cửa. Tuy nhiên, đây là vị trí đại kỵ, đặt chổi quét nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, khu vực cửa ra vào là nơi đón tài khí, vận khí của gia đình. Để các đồ vật linh tinh, những vật chứa nhiều bụi bẩn ở nơi này sẽ khiến vận khí của gia đình suy giảm, lộc không vào nhà. Trên thực tế, chổi là thứ chứa nhiều bụi bẩn, tích tụ vi khuẩn. Nếu để ngay ở khu vực cửa ra vào thì các chất bẩn này có thể bị cuốn vào nhà, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Nhiều người tiện tay để chổi ở cạnh cửa ra vào sau mỗi lần quét dọn, khi cần lại lấy chổi ra. Cửa ra vào là vị trí không nên để chổi. Đặt chổi ở đây có thể cản trở lối đi. Hơn nữa, gió hoặc các ngoại lực khác tác động có thể khiến bụi bẩn ở chổi phát tán vào không khí, bay vào nhà. 2. Phòng khách. Phòng khách là căn phòng chiếm vị trí quan trọng của ngôi nhà. Đây vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi cả gia đình sinh hoạt. Nếu để chổi ở đây, chổi sẽ tỏa ra năng lượng xấu, ảnh hưởng đến tiền tài, sức khỏe của cả nhà. Phòng khách là nơi gia đình quây quần, cũng như tiếp đón khách quý. Theo phong thủy, phòng khách có vai trò vô cùng cù na trọng, ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia đình. Việc bố trí phòng khách cho phù hợp sẽ giúp chiêu tài lộc, đón may mắn, mang lại những điều tốt đẹp cho cả gia đình. Phòng khách là nơi không nên để chổi. Đây là vị trí sẽ tiếp khách của gia đình, là nơi sinh hoạt chung của mọi người. Việc sắp xếp ngăn nắp, giữ mọi thứ sạch sẽ là yếu tố quan trọng, giúp giữ hình ảnh tốt đẹp của gia đình trong mắt khách tới thăm. Chổi chỉ nên dùng để dọn dẹp phòng khách, chứ không nên để luôn trong phòng khách. Ngoài ra, phòng khách là nơi mọi người hay qua lại, thường xuyên ra vào. Để chổi ở đây có thể cản trở việc di chuyển. Chổi cũng chứa nhiều vi khuẩn, bụi bẩn, không tốt cho sức khỏe con người. Chổi quét nhà được coi là vật chứa nhiều khí xấu. Để chổi ở trong phòng khách sẽ khiến các nguồn năng lượng không tốt đẹp này lan tỏa khắp căn phòng, ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình. Hơn nữa, khách đến chơi nhà có thể đánh giá gia chủ là người không gọn gàng. 3. Phòng bếp, nhà ăn. Bếp, nhà ăn là nơi đảm bảo nhu cầu về cái ăn của con người, giúp con người nạp năng lượng cho các hoạt động sống thường ngày. Bếp chính là kho lương thực của cải của gia đình. Chổi đặt ở trong bếp, nhà ăn sẽ không phù hợp vì vật này chứa nhiều bụi bẩn, tạp chất, làm ảnh hưởng đến vệ sinh. Chổi là dụng cụ dùng để quét dọn vệ sinh trong nhà, vì vậy nó chứa nhiều vi khuẩn. Vì vậy, về mặt khoa học, thì để chổi trong phòng bếp hay phòng ăn cũng là điều không nên. Còn về mặt phong thủy, thì phòng bếp và phòng ăn là nơi con người nạp năng lượng để duy trì sinh tồn. Nếu như để chổi ở đây, thì nguồn sống của bạn sẽ bị quét sạch hết. 4. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có thể nói là nơi bẩn nhất trong nhà. Nếu như bạn đem chiếc chổi để vào đó, không khác nào mang chất bẩn đi khắp mọi nơi trong nhà, đồng thời còn làm khí xấu lan tràn khắp nơi, mang đến vận xui cho gia chủ. Nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp, tập trung rất nhiều vi khuẩn. Vì vậy, đặt chổi ở đây thì bụi bẩn, vi khuẩn càng tích tụ nhiều. Dùng chổi này quét nhà thì các chất bẩn càng phát tán rộng. Do đó, tuyệt đối không để chổi ở khu vực nhà vệ sinh, vị trí đặt chổi quét nhà. Vậy nên đặt chổi ở đâu? Vị trí lý tưởng để bạn để chổi mà không làm ảnh hưởng đến phong thủy, đó chính là phía sau nhà hoặc ban công, vừa giúp xua đuổi đi vận khí xấu trong nhà, đồng thời có tác dụng bảo vệ sự an toàn cho gia chủ, để cho kẻ xấu không thể xâm nhập, làm hại đến tài sản, sức khỏe của các thành viên trong nhà. Gia chủ có thể để chổi quét nhà ở phía sau nhà hoặc ở ngoài ban công để giảm mức độ ảnh hưởng không tốt tới vận khí của gia đình. Lưu ý, sau một thời gian sử dụng, chổi bị cùn, hỏng thì nên thay chiếc chổi mới. Việc này vừa giúp loại bỏ nguồn năng lượng xấu trong nhà, vừa thuận tiện và đảm bảo hiệu quả cho việc dọn dẹp nhà cửa. Số trời đã định, năm con giáp này bước qua tuổi 28. Năm con giáp càng thêm năm tháng, tài lộc càng dồi dào. Càng thêm tuổi, phúc lộc luôn song hành cùng may mắn. 12 con giáp là dấu ấn của thời gian. Người xưa đã khắc họa một bức tranh sinh động, ám chỉ cuộc đời qua hình ảnh 12 con giáp. Trong dòng chảy cuộc sống, thử thách và gian nan tựa như bài ca thường hằng, chúng ta phải học cách vượt qua,
Mỗi con giáp tượng trưng cho một hành trình kiên cường, dẫu khởi đầu không như ý, nhưng không ngừng vươn lên. Những sử thi của các con giáp ấy, như những nguồn cảm hứng vô tận, trở thành la bàn chỉ lối, khơi nguồn trí tuệ và quyết lực, soi sáng con đường ta đi. Sau đây là năm con giáp sinh ra có sức sống dồi dào, ít gặp tai họa, càng thêm tuổi càng giàu có. 1. Tuổi Tý sở hữu bộ óc sáng tạo và linh hoạt không ai sánh kịp. Những cá nhân tuổi Tý luôn là biểu tượng của sự thông minh và mưu lược. Với khả năng nắm bắt cơ hội từng hơi thở của cuộc sống và đối diện với mọi thử thách bằng tinh thần kiên cường, họ không chỉ tỏa sáng trên ghế nhà trường mà còn đặt dấu ấn không thể phai nhòa tại môi trường làm việc. Những người tuổi Tý không chỉ chinh phục được những mục tiêu nghề nghiệp cao quý mà còn đạt được sự giàu có và thịnh vượng. Nhờ vào nguồn năng lượng tràn đầy và sự tự tin không giới hạn vào năng lực bản thân, những điểm lành sẽ đón chào họ với bao cơ hội và may mắn trải dài trên con đường phía trước. Sự gõ cửa liên hồi của những may mắn trong tài chính và một chút duyên nợ với thần may mắn có thể đẩy họ vào những thương vụ đầy lợi nhuận, chiếm được cảm tình và sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp cũng như bạn bè. Sự thịnh vượng sẽ được củng cố vững chắc. Hơn nữa, đối với những người tuổi Tý vẫn còn đang độc thân, họ sẽ gặp gỡ sao Hồng Loan, ngôi sao chiếu mệnh, mang lại màu sắc cho đời sống tình cảm, như một lời hứa về một mùa xuân tình yêu rực rỡ, đầy ắp niềm vui và sự ngọt ngào. 2. Tuổi Thìn. Những bậc trí giả và chiến binh thường sinh ra vào năm Thìn. Trong năm mới này, họ sẽ tỏa sáng rực rỡ với khí chất lãnh đạo vốn có và ý chí kiên cường không gì lay chuyển được. Được trời phú cho sự giàu có và quyền lực, họ liên tục gặt hái vinh quang từ những thành công vang dội và vị thế cao quý mà mình đã chinh phục. Trong tâm thức dân gian, hình ảnh rồng luôn là biểu tượng của quyền lực, sự giàu sang và thịnh vượng vô biên. Không nằm ngoài quy luật ấy, những người thuộc tuổi Thìn vốn dĩ tràn đầy tham vọng và khả năng lãnh đạo xuất chúng. 3. Tuổi Tỵ. Trí thông minh, sắc sảo và tinh tế của tuổi Tỵ luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Những người thuộc tuổi Tỵ với bản năng trực giác vốn có thường dùng sự lanh lợi và trí tuệ của mình để giải quyết các vấn đề từ thuở nhỏ. Giống hệt linh vật huyền bí, bề ngoài bình tĩnh ấy là biểu hiện của ước vọng phong phú và ý chí kiên định hướng tới thành công. Sự giàu sang và hào quang của họ mới thực sự bừng sáng nhờ vào sự kiên nhẫn không mệt mỏi. Khi còn trẻ, những người tuổi Tỵ đã nhanh chóng bộc lộ khả năng phân tích sắc bén, tư duy sâu sắc. Khi thời gian trôi qua, tài sản của họ dần dần được tích tụ. Những người tuổi Tỵ thường nổi tiếng với vận mệnh tốt lành. Họ sở hữu đặc ân của sự thịnh vượng và phát đạt không ngừng nghỉ. Theo dõi họ qua từng ngày, bạn sẽ thấy sự giàu sang của họ không chỉ tăng lên mà còn liên tục gặp những điều tốt lành. Sự kết hợp giữa tính cách hòa nhã và cách ứng xử khéo léo giúp họ thu hút được sự giúp đỡ từ những người tài giỏi, mang lại lợi ích không nhỏ trong cuộc sống. Trong tháng này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bất ngờ về vận may. Có thể là những nguồn thu nhập bất ngờ sẽ tới với họ. Họ sẽ thấy tiền tài dồi dào, quý nhân phù trợ, con đường sự nghiệp hanh thông và niềm vui liên tiếp đến với tuổi Tỵ. May mắn sẽ không ngừng vây quanh cuộc sống của họ, mở ra triển vọng tươi sáng cho tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bởi vận may mỉm cười đã gõ cửa. 4. Tuổi Hợi. Những người sinh năm Hợi biểu tượng cho sự chân thành và lòng nhân ái. Họ là bức tranh sống động về người lao động cần mẫn và không quản ngại khó khăn. Không chỉ nổi bật với sự siêng năng, người tuổi Hợi còn ghi dấu ấn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nhờ sự kiên trì và định hướng mục tiêu rõ ràng. Họ nắm giữ chìa khóa của sự ổn định lâu dài và vững chắc, từ sự nghiệp phát triển thịnh vượng đến tài chính dồi dào, và họ thưởng thức trái ngọt của cuộc sống thanh bình, sung túc. Bức chân dung này càng trở nên rạng rỡ hơn nhờ vào năng lượng tích cực mà họ tựa như một nguồn sáng lan tỏa, bắt nguồn từ trái tim rộng mở và bàn tay không ngần ngại giúp đỡ mọi người. 5. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ được biết đến với khả năng tuyệt vời trong việc chuyển hóa áp lực thành động lực. Ban đầu, vận may sẽ đến, mang theo niềm vui, và sau đó là sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Nắm bắt thành công những cơ hội này có thể gia tăng sự giàu có và hạnh phúc của họ lên một tầm cao mới. Đối với những người tuổi Ngọ, các dự án hiện tại có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian ngắn sắp tới, và nguồn tài chính cũng vì thế mà tăng lên. Họ nên mở rộng mối quan hệ và cải thiện cấu trúc để tiếp cận nhiều nhóm đối tượng hơn.
như câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Tuổi Ngọ thường có tinh thần dám nghĩ dám làm và đặt ra những yêu cầu cao trong cuộc sống. Họ không bao giờ chấp nhận thất bại và tin tưởng rằng may mắn sẽ luôn đồng hành cùng họ qua sự cố gắng không ngừng. Những tháng sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc tăng lên trong đời sống cá nhân. Công việc trở nên thuận lợi hơn, được sự đánh giá cao từ cấp trên, kỹ năng cá nhân ngày càng hoàn thiện, cảm giác hạnh phúc được củng cố và sẽ có nhiều sự kiện làm họ vui mừng xuất hiện. Sự nghiệp của họ sẽ chứng kiến những bước ngoặt quan trọng và bằng cách nào đó, những người cao quý sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ, mang lại niềm hạnh phúc và may mắn. Trong vòng tròn 12 con giáp, những người sinh năm Ngọ nổi tiếng với sức sống tràn trề và một tinh thần phiêu lưu không biết mệt mỏi. Họ không chỉ khao khát những chuyến đi mạo hiểm, mà còn không ngần ngại đối diện và nắm bắt những thách thức, những cơ hội mới mẻ mà cuộc sống mang đến. Bản chất ưa thích phiêu lưu và khám phá này mang lại cho họ một lợi thế không nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, nơi họ có thể vươn lên một cách ngoạn mục, đạt được sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và tụ tập khối tài sản đáng kể trong thời gian ngắn. Nhà có ba thứ to tưởng hoành tráng giàu sang, ai ngờ gây mất lộc, càng to càng đại kỵ phong thủy, cháy ngay. Khi thiết kế nhà ở, nhiều người không để ý tới phong thủy nên vô tình phạm phải mà không biết. 1. Ngôi nhà có cửa chính quá to. Khi xây nhà, nhiều gia đình thích cửa to rộng để khi mở ra thì thoáng nhà, nhiều ánh sáng chiếu vào. Hơn nữa, cửa to có thể dễ dàng di chuyển đồ đạc. Thế nhưng cửa quá to so với nhà không những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng tới tài lộc, sự nghiệp. Trong phong thủy, nhà có cửa quá to hoặc nhiều cửa thì vận khí sẽ bị cản lại hoặc năng lượng không đủ lưu thông khắp toàn bộ căn nhà. Nếu cửa chính to mà hướng nhà lại là hướng đón gió, đón nắng thì càng không tốt vì có thể khiến nhà quá nóng hoặc nhiều gió, hút gió nên người sống trong đó thấy khó chịu và tài lộc bị cuốn đi mất. Khi cửa quá lớn, khí không tụ được nên tài khí sẽ bị hao tổn, tiền tiêu vào những việc không đâu vào đâu. Do đó cửa cần phù hợp với nhà, không nên quá to cũng không quá nhỏ. Khi bạn đã chót xây cửa quá to, có thể dùng rèm để chắn bớt cửa lại, hoặc nếu cửa có nhiều cánh gấp thì không nên mở hết các cánh cửa. 2. Nhà có phòng ngủ quá to. Phòng ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Một phòng ngủ chật chội ẩm thấp khiến người bị ngột ngạt. Nhưng phòng ngủ to không phải là tốt về phong thủy. Nhiều người khi có tiền thì thích xây nhà to và phòng ngủ lớn để thỏa mãn ước nguyện và để thấy hoành tráng. Nhưng bạn có biết xưa kia vua chúa có cung điện nguy nga nhưng phòng ngủ chỉ tầm 10m2? Đó là vì nếu phòng ngủ quá lớn thì lâu làm ấm mùa đông, lâu mát mùa hè và con người sống ở phòng lớn sẽ thấy cô đơn khó ngủ. Ngày nay có hệ thống điều hòa quạt mát nhưng phòng quá lớn khiến bạn tốn nhiều năng lượng tiền điện và cũng lâu ấm lâu mát hơn. Khi ngủ phòng quá lớn sẽ khiến người ta thấy cô đơn, chênh vênh dương khí bị hao tổn nên dễ sinh ốm đau. Bởi vậy tốt nhất là nên ngủ ở phòng vừa phải, tầm 20m2. Đổ lại, khi phòng ngủ quá lớn, bạn có thể dùng bình phong chắn lại để giảm diện tích và giúp tụ khí trong phòng. 3. Có cây to lớn trước cửa nhà hoặc giàn hoa quá rậm rạp. Cây cảnh là điểm nhấn cho ngôi nhà. Nhưng nếu bạn để cây cảnh trước nhà quá rậm rạp, như có cây thân gỗ to đứng trước cửa, hoặc giàn hoa leo tường leo cổng, leo lên mái tầng nhà quá rậm rạp thì không tốt về phong thủy. Cây cảnh kiểu này khiến không khí vào nhà bị chắn lại và che khuất tầm nhìn, gây cản trở ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, đồng thời cản gió. Cây quá to hoặc giàn hoa rậm rạp có thể khiến bạn đi lại khó khăn. Hơn nữa, những kiểu cây quá tốt như vậy sẽ mang âm khí mạnh, gây hiện tượng vượng âm trong nhà không tốt cho phong thủy. Hơn nữa, cây quá to trước nhà có thể dễ gây tai nạn, đổ gãy tường, đổ gãy vào khi mưa bão, thu sét gây tai nạn. Giàn hoa rậm rạp có thể là nơi trú ẩn của rắn, rết, muỗi dĩnh. Giàn hoa quá rậm rạp leo bám lên các tầng nhà có thể khiến rễ ăn vào tường, làm hỏng tường và dẫn dụ côn trùng vào nhà. Bởi vậy, cây cảnh trước nhà là tốt, nhưng nên chú ý giữ chúng phát triển vừa phải, không che khuất ánh sáng, không tùm khiến nhà trở nên âm khí. 8 việc cần làm ngay để hóa giải vận xui, đơn giản ai cũng làm được. Vận xui đeo bám khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn, vất vả hơn. Để hóa giải chúng, hãy thử làm theo một vài mẹo nhỏ này.
Một là rắc muối. Người xưa quan niệm muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui hiệu quả. Vậy nên khi gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, bạn chỉ cần lấy một ít muối ném qua vai trái của mình, hoặc bạn rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ cũng giúp gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà. Một cách nữa là tắm bằng nước muối. Bạn chỉ cần thêm 2-3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường. Không chỉ giúp xua đi xui xẻo, mà nó còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Rắc muối đã từ lâu được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và đuổi tà ma trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho gia đình. Do đó, khi gặp nhiều khó khăn và xui xẻo trong cuộc sống, chỉ cần lấy một ít muối và ném qua vai trái của mình để loại bỏ những tác động tiêu cực. Ngoài ra, việc rải muối xung quanh nhà hoặc trong phòng ngủ cũng được coi là một biện pháp hữu ích để tạo ra một không gian ấm áp, bình yên cho gia đình. Muối được xem là một phương tiện hóa giải và làm sạch không gian, giúp tăng cường sự hòa thuận và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Một cách khác là tắm bằng nước muối. Bằng cách thêm 2-3 muỗng canh muối vào nước ấm và tắm bình thường, bạn không chỉ giúp loại bỏ các năng lượng tiêu cực mà còn tạo cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Việc này được coi là một phương pháp hữu ích để giữ gìn tinh thần và cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác an lành và hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày. Những biện pháp truyền thống này không chỉ đơn giản mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh và tinh thần trong văn hóa dân gian. Chúng giúp tạo ra một không gian sống tích cực, đồng thời mang lại phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình và cá nhân. 2. Là thắp hương. Khi gặp phải quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật. Bạn nên thắp số hương lẻ và nên chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để tỏ lòng thành kính. Thắp hương không chỉ giúp xua đi vận xui mà nó còn mang lại cho bạn cảm giác thư thái. Thắp hương là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa tâm linh lớn trong văn hóa của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống, việc thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và tìm kiếm sự an lạc. Thực hiện việc này, người ta thường thắp số hương lẻ và chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ. Những loại hương này được cho là có khả năng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh và giúp truyền tải lòng thành kính của người thắp hương. Thắp hương không chỉ đơn thuần là một hành động tín ngưỡng mà còn mang lại cảm giác thư thái và yên bình cho tâm hồn. Việc tạo ra không gian yên tĩnh, sạch sẽ và tràn ngập mùi hương thiêng liêng, tinh thần được nâng cao và cảm nhận được sự gần gũi với vô thượng, từ đó mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho người thực hiện. Như vậy, thắp hương không chỉ là một phương tiện hóa giải vận xui, mà còn là một cách để tìm kiếm sự bình an và niềm tin trong cuộc sống, đồng thời làm tăng cường tinh thần và đem lại cảm giác an lạc cho tâm hồn. 3. Là chôn gương vỡ. Theo phong thủy, gương vỡ là một điềm báo rất xấu. Nếu vô tình làm vỡ gương, bạn hãy hóa giải bằng cách chôn nó xuống một mảnh đất trống. Cách này giúp bạn tránh được những điều không may, đồng thời hạn chế được việc các thành viên trong gia đình bị thương. Theo quan niệm phong thủy, gương vỡ được coi là một dấu hiệu không may mắn và mang lại năng lượng tiêu cực cho không gian. Để hóa giải điều này, một cách thường được thực hiện là chôn gương vỡ xuống đất trống. Hành động chôn gương vỡ này được xem như việc chôn đi những năng lượng tiêu cực, ngăn chặn chúng khỏi lan truyền và tác động đến cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nó cũng là biện pháp để tránh những tai nạn và sự không may xảy ra với các thành viên gia đình. Việc hóa giải bằng cách chôn gương vỡ xuống đất trống được kỳ vọng sẽ mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình. Đồng thời, cũng là một cách để giữ cho không gian sống luôn được sạch sẽ và tinh thần được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ năng lượng của gương vỡ. 4. Là trưng bày đá phong thủy. Đá phong thủy có rất nhiều loại khác nhau và công dụng của chúng cũng khác nhau. Đặt đá phong thủy trong nhà, trong phòng làm việc hay mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu. Chẳng hạn, dùng đá hồ ly để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu. Dùng đá thạch anh để tránh xa tà khí,
không cho chúng xâm nhập làm hại bản thân. Dùng đá xà cừ giúp ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại mình. Trưng bày đá phong thủy trong không gian sống và làm việc không chỉ là một phong tục, mà còn được coi là một biện pháp hóa giải và tăng cường năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy được cho là có khả năng tạo ra các dạng năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh. Với mỗi loại đá phong thủy, có một công dụng và tác dụng cụ thể khác nhau. Đá hồ ly được sử dụng để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu và mang lại may mắn trong các mối quan hệ tình cảm. Đá thạch anh thường được dùng để tránh xa tà khí, giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực cho người sử dụng. Đá xà cừ có khả năng ngăn chặn những linh hồn bơ vơ gây ra sự cản trở và không may mắn, giúp tạo ra một không gian an lành và yên bình. Việc trưng bày đá phong thủy như vậy không chỉ giúp tăng cường sự may mắn và phúc lộc, mà còn mang lại cảm giác an tâm và bình yên cho người sử dụng. 5. Tích cực làm việc tốt. Người xưa quan niệm khi bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại có khi còn nhiều người. Nếu bạn làm việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn bạn sẽ được nhận lại những điều tốt lành. Ngoài ra, khi bạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình còn nhiều may mắn. Những khó khăn bạn gặp phải không là gì so với khó khăn của người khác. Từ đó, bạn sẽ có thêm ý chí để vượt qua những khó khăn bạn đang gặp phải. Tích cực làm việc tốt không chỉ là một cách để đạt được thành công và may mắn trong cuộc sống, mà còn là một phương tiện để tạo ra sự hạnh phúc và cảm giác đầy đủ trong lòng. Người xưa đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cho đi và làm việc thiện, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Khi bạn làm việc thiện với tấm lòng từ bi, bạn không chỉ tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc cho người khác, mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực quay trở lại với bản thân bạn. Như câu gieo gió gặt bão, những hành động tốt lành mà bạn thực hiện sẽ được đáp lại bằng những điều tốt lành trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, khi bạn giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, bạn không chỉ làm cho cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà còn nhận thấy sự động viên và niềm vui từ việc làm điều tốt cho người khác. Điều này giúp tăng cường ý chí và sức mạnh tinh thần của bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách mạnh mẽ và kiên định hơn. Như vậy, tích cực làm việc tốt không chỉ là chìa khóa để mở ra cánh cửa của phúc lộc, tài lộc, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. 6. Là dọn dẹp nhà cửa. Một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Chỉ với việc dọn dẹp nhà cửa là bạn đang mang đến cho mình nguồn lượng mới và trao quyền cho bản thân thay đổi vận mệnh của mình. Khi dọn dẹp, bạn nên vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Bạn cũng có thể sắp xếp lại đồ nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là việc giúp căn nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ, mà còn là một cách để tạo ra một môi trường tích cực, kích thích năng lượng tích cực và thu hút may mắn vào cuộc sống của bạn. Việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ không chỉ giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực, mà còn tạo điều kiện cho sự tự do vận động của năng lượng tích cực. Khi bạn loại bỏ những món đồ không cần thiết hoặc hỏng hóc, bạn cũng đang loại bỏ đi các gánh nặng tinh thần và cảm xúc tiêu cực mà chúng mang lại. Ngoài ra, việc sắp xếp lại đồ nội thất và sơn lại tường nhà cũng là cách tốt để thay đổi dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một không gian mới mẻ và tích cực hơn, giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị và phong phú hơn. Tóm lại, việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ đơn giản là công việc vệ sinh hàng ngày, mà còn là một phương tiện quan trọng để mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài vào cuộc sống của bạn. Hãy để căn nhà của bạn trở nên gọn gàng và sáng sủa, để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống tươi mới và hạnh phúc. 7. Là mang theo bùa hộ mệnh. Một cách để mang may mắn đến cho bản thân là mang theo bùa hộ mệnh. Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Mang theo bùa hộ mệnh là một trong những cách truyền thống để thu hút may mắn
và bảo vệ bản thân khỏi những điều xấu xảy ra. Chìa khóa được coi là một biểu tượng mang lại sự mở cửa cho cơ hội và thành công trong cuộc sống. Việc đeo chùm ba chìa khóa có thể được xem như một biện phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả. Ba chìa khóa đại diện cho ba lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo chìa khóa, bạn không chỉ đang đặt niềm tin vào sự mở cửa cho những cơ hội mới mẻ, mà còn đang thu hút năng lượng tích cực để thuận lợi hóa giải những thách thức và khó khăn. Bùa hộ mệnh như chìa khóa có thể được đeo trên dây đeo cổ, chìa khóa của ngôi nhà hoặc chìa khóa của xe hơi. Quan trọng nhất là bạn cần tin vào sức mạnh của nó và mang theo một cách linh hoạt và tự tin. Tóm lại, việc mang theo bùa hộ mệnh như chùm ba chìa khóa không chỉ là một biện pháp để bảo vệ bản thân, mà còn là một cách để thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe và tình yêu vào cuộc của bạn. Hãy tin tưởng và lắng nghe những tín hiệu tích cực mà năng lượng của chìa khóa mang lại cho bạn. 8. Là tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc, hay dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Sau khi tắm, bạn nên gói chúng vứt ngay, vì lúc này chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Tắm nước lá là một phương pháp phong thủy truyền thống, được coi là có khả năng tẩy trừ đi những năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn, tài lộc cho người thực hiện. Trong nhiều nền văn hóa, việc sử dụng các loại lá hoa để tắm được coi là một nghi lễ linh thiêng để giải tỏa và hấp thụ năng lượng tiêu cực. Có nhiều loại lá được sử dụng cho mục đích này, mỗi loại đều mang một ý nghĩa và tác dụng riêng. Chẳng hạn, lá bưởi thường được chọn với mong muốn mang lại phúc lộc và may mắn cho người tắm. Đối với một số người, việc sử dụng 7 loại hoa nhiều màu để ngâm nước tắm cũng được coi là cách tốt để thu hút và duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Sau khi tắm nước lá, quan trọng là bạn nên gói chúng và vứt đi ngay. Điều này được xem là bước quan trọng để loại bỏ hoàn toàn những năng lượng tiêu cực mà lá đã hấp thụ và giúp cơ thể và tâm hồn bạn sẵn sàng đón nhận năng lượng mới tích cực. Tóm lại, việc tắm nước lá không chỉ là một phương pháp để làm sạch cơ thể, mà còn là một nghi lễ tâm linh để tẩy trừ và hấp thụ năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút và duy trì năng lượng tích cực, mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho người thực hiện.